Tiếp nối bản tin, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong nước. Vào chiều ngày hôm qua, sau khi đã ổn định nơi ăn ở và nghỉ ngơi hồi phục, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trên sân tập mặt cỏ nhân tạo, nằm ngay trong khuôn viên của sân thi đấu chính, cách khách sạn Atlas Hotel 10 phút di chuyển bằng xe buýt. Do đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ phải thi đấu trên mặt sân nhân tạo, nên ban huấn luyện chủ động trong kế hoạch triển khai các bài tập. Về cơ bản, giáo án đưa ra không có nhiều sự khác biệt so với tập trên sân cỏ tự nhiên, nhưng để tận dụng tốt độ phẳng và mịn của mặt sân nhân tạo, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã tập trung rèn các bài phối hợp bóng sệt, nhanh và ít chạm. Đây cũng là lối chơi quen thuộc của đội tuyển và huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra hài lòng khi các học trò thích nghi rất nhanh với môi trường mới thông qua sự vận hành chân chu của các bài tập đưa ra. Trong buổi tập chiều qua, nhóm các cầu thủ vừa phải đấu bù vòng 9 V-League gồm Văn Quyết, Minh Tuấn và Duy Mạnh được ban huấn luyện bố trí tập luyện với khối lượng nhẹ hơn so với các đồng đội. Họ chỉ tham gia vào các bài khởi động, chơi với bóng và sau đó là chạy thả lỏng rồi nghỉ. Cuối bài tập, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng dành thời gian để rèn các bài phối hợp tấn công và dứt điểm cầu môn. Nhà cầm quân này mong muốn các học trò phải tận dụng tối đa các cơ hội tạo được để chuyển hóa thành bàn. Hôm nay, đội tuyển sẽ tập cả hai buổi sáng và chiều. Tuy nhiên, căn cứ vào thực tế, ban huấn luyện có khả năng sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp. Tương tự như các đàn anh thì đội tuyển U20 Việt Nam cũng đang rất tích cực chuẩn bị cho vòng chung kết U20 Thế giới tại Nha Trang. Sau buổi sáng được nghỉ ngơi hoàn toàn để xả hơi thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia quân ra đá nội bộ 90 phút ở buổi tập vào chiều qua. Sau khi tập trung với đội tuyển U20 Việt Nam vào ngày 24 tháng 3, thì chiều qua hai cầu thủ là Quang Hải và Thái Quý đều đã được ra sân trong buổi đấu tập và cả hai đều đã thể hiện được khả năng của mình khi thi đấu rất tốt. Ngoài Quang Hải và Thái Quý, đội tuyển U20 Việt Nam cũng đón chào sự trở lại của Trần Thành và Trọng Đại khi cả hai đã bình phục hoàn toàn chấn thương. Do vậy, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa có được đầy đủ lực lượng mạnh nhất khi Trương Du Đạt vẫn phải tập nhẹ ngoài sân vì chấn thương lật cổ chân. Dự kiến phải đến đầu tuần sau thì cầu thủ này mới có thể tham gia thi đấu bình thường cùng các đồng đội. Trong khi đó, cầu thủ Việt kiều Tony Tuấn Anh cũng đang tích cực làm quen với khí hậu cũng như sức ép của đội tuyển U20 Việt Nam. Vào chiều qua, đã diễn ra hai trận đấu cuối cùng tại bảng A của vòng chung kết U19 quốc gia. Với phong độ cao được thể hiện từ đầu giải đến giờ, Viettel đã có được chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đội chủ nhà Bình Định. Còn Thừa Thiên Huế đã vượt qua Long An với tỷ số 1-0. Với những kết quả này, thì Viettel và Thừa Thiên Huế là hai đội bóng của bảng A sẽ góp mặt ở bán kết. Cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mặc dù đã từng vượt qua Singapore Slingers ở hai lần đối đầu liên tiếp gần đây nhất ngay trên sân khách, thế nhưng ở lần tái ngộ ở trên sân nhà, thì câu lạc bộ Sài Gòn Heat lại không thể duy trì được mạch chiến thắng của mình trước đối thủ này. Một phần có thể đến từ việc đây chỉ là một trận đấu mang ý nghĩa thủ tục. Dù đã nắm chắc chiếc vé tham dự vòng playoff, nhưng Sài Gòn Heat vẫn tung ra đội hình mạnh nhất trong cuộc tiếp đón Singapore Slingers. Tuy nhiên, trong một trận đấu không còn mang quá nhiều ý nghĩa, các tay ném của đại diện Việt Nam cũng thiếu đi phần chuẩn xác. Chính vì vậy, họ đã phải nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 71-86. Trận thua này không ảnh hưởng đến vị trí thứ tư sau vòng loại của Sài Gòn Heat và thầy trò huấn luyện Anthony Gabelotto sẽ chạm trán với đội đầu bảng Aston Long Lion ở loạt trận playoff vào ngày 5 tháng 4 tới. Vào chiều qua, Nguyễn Tiến Minh cũng đã bước vào bán kết giải cầu lông quốc tế Sibucha Hà Nội 2017. Và trước đối thủ kém mình gần 200 bậc trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới là Lin Xiaohuang đến từ Đài Loan Trung Quốc, Tiến Minh đã không gặp mấy khó khăn để giành chiến thắng với cùng tỷ số 21-12 sau 2 set đấu. Tương tự như Tiến Minh, thì bà xã của anh là Vũ Thị Càng cũng đã giành quyền góp mặt ở trận chung kết của nội dung đơn nữ. Trong trận đấu với đối thủ đến từ Indonesia là Rio Dingin, Vũ Thị Càng chỉ mất khoảng 45 phút để có được thắng lợi với cùng tỷ số 21-16 sau 2 set. Trong khi đó, đã có một tin vui đến với thể dục dụng cụ Việt Nam khi tại Cúp Thế giới diễn ra ở Doha, Qatar. Vận động viên Lê Thanh Tùng đã thi đấu rất xuất sắc ở nội dung nhảy trống. Sau hai lần nhảy, vận động viên này đã giành được tổng điểm là 14,733 để qua đó giành được huy chương vàng. Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cùng Báo Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi lễ vinh danh tài năng thể thao thành phố năm 2016. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 9 giải thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên tài năng và vận động viên, huấn luyện viên khuyết tật. Huấn luyện viên Nguyễn Hồng Phúc cùng vận động viên cử tạ Lê Văn Công và vận động viên bơi lội Võ Thanh Tùng được vinh danh là huấn luyện viên và vận động viên khuyết tật tiêu biểu. Trong khi đó, huấn luyện viên bóng đá Đoàn Thị Kim Chi, huấn luyện viên môn xe đạp là Đỗ Thành Đạt cùng các vận động viên Mai Hoàng Mỹ Trang trong môn bóng bàn, Trần Duy Khôi ở môn bơi lội, Lê Tú Trinh ở môn điền kinh và Trần Văn Vũ ở môn futsal đứng nhận những giải thưởng dành cho huấn luyện viên và vận động viên tài năng.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.